Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng 4 bệnh viện dã chiến. Các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5, số 10 và bệnh viện dã chiến Củ Chi tạm ngừng từ ngày 19 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới. Nhân viên y tế và các nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, Sở Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện phải luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong vòng 24 giờ khi Sở Y tế chỉ đạo kích hoạt lại hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Người bệnh đang được điều trị tại những nơi này được xuất viện nếu đủ điều kiện. Người cần tiếp tục điều trị sẽ chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19 khác. Đối với các bệnh viện dã chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, nhân viên y tế sẽ luân phiên đến công tác tại bệnh viện từ nay cho đến ngày 15 tháng 2. Riêng bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận điều trị, chăm sóc người nhập cảnh dương tính, người nhiễm biến chủng Omicron, sẽ được điều động bổ sung nhân viên y tế từ các bệnh viện trên địa bàn đến luân phiên hỗ trợ. Hiện tại, số lượng người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 10-30% công suất giường bệnh. Theo cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các bệnh viện tầng 2, tầng 3 đang điều trị cho hơn 4.000 bệnh nhân.